tập 172, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000. Tiếp phần trước, Bắc Cực thú liệp có đạo pháp đặc thù, có thể đưa ngươi đến không gian hư vô, người có thể dựa vào giọt tinh huyết trong cơ thể của mình cảm ứng được sinh linh kỷ nguyên. Từ Bắc vọng hiểu ý, thì ra là như vậy. Con bạch tuộc ngắt lời, yên tâm, không có chút nguy hiểm nào, Bắc Cực thú liệp chỉ là muốn biết hình dạng của nó, không dễ gì mới phát hiện được tung tích của sinh linh kỷ nguyên, nhất định là phải lôi kéo. Từ Bắc vọng mỉm cười, không thành vấn đề, thầm nghĩ, nói không chừng có thể gặp được con mèo ngu xuẩn thật sự là đã lâu rồi chưa gặp con bạch tuộc liên tục chấn an tiểu hữu đừng sợ tuyệt đối không có nguy hiểm từ bắc vọng nói tiền bối vãn bối đã từng luyện hóa được một đạo quả tiểu thế giới của quý tộc thầm nghĩ bảo ta giúp ngươi làm việc còn không cho chút lợi ích con bạch tuộc hiểu ý một chút quà gặp mặt xin tiểu hữu hãy giúp đỡ từ bắc vọng có chút ngạc nhiên không nhìn ra lại rộng lượng như vậy cậu thay đổi thái độ thế thì vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh vãn bối quyết không từ chối xuất phát ngày đây sau đó cậu vui vẻ rời đi đi tìm bé mèo thôi chuyển cảnh đến phía bé mèo lúc này bé mèo đang ngủ say từ bắc vọng tiến đến gọi con mèo ngu xuẩn bé mèo lập tức mở mắt xúc động lao vào từ bắc vọng miêu miêu rất nhớ ngươi từ bắc vọng mỉm cười còn nói nhớ ta lại mập hơn rồi bé mèo vui vẻ Miu miêu nhớ tới ngươi thì ăn vặt quá nhớ ngươi nên ăn rất nhiều miêu miêu như vậy là sẽ không mập nữa đâu nói rồi bé mèo lập tức hóa hình người từ bắc vọng bất an đừng làm loạn bé mèo ngây ngô hỏi trên chân của miêu miêu có bôi rất nhiều thần nhũ bảo dưỡng ngươi có liếm không từ bắc vọng nhìn vào chỗ khác nghịch ngộng nhưng mà ngươi cũng bảo dưỡng đến nơi khác thầm nghĩ khi chia tay là a bây giờ vẫn là a miêu miêu tức giận rồi cũng có một ngày miêu miêu sẽ cướp lại từ bắc vọng nhớ ra đúng rồi ngươi vậy mà là sinh linh kỷ nguyên miêu miêu ngạc nhiên cái này ngươi đều biết luôn sao không giả vờ nữa miêu miêu lật bài đây đợt kỷ nguyên trường hà tiếp theo miêu miêu sẽ thoái biến tu vi cũng sẽ đè bẹp xấu xa lớn từ bắc vọng mỉm cười được ta đợi ngươi bảo vệ Miêu Miêu thắc mắc, "Đúng rồi, sao ngươi biết thân phận của Miêu Miêu, là ai đã tiết lộ tin tức? Miêu Miêu còn muốn bản thân mình nói cho ngươi biết, để nhìn thấy ngươi quỳ lại." Từ Bắc vọng nói, "Ta đi một chuyến đến Bắc Cực thú liệt, ở đó có một con bạch tuộc lớn muốn mời ngươi ra ngoài để bọn họ quỳ lại." Miêu Miêu tỏ ra không thích, "Miêu Miêu không đi Bắc Cực thú liệt đâu, đi đến đó, vậy không thể gặp mặt xấu xa lớn rồi." Từ Bắc vọng dần biến mất, "Không đi thì không đi, nhưng mà ta phải đi rồi, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ." Miêu Miêu ngăn cản, "Miêu Miêu không để ngươi đi đâu." miêu miêu còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi từ bắc vọng vuốt phe miêu miêu ngủ đúng giờ ăn cơm đàng hoàng rất nhanh là sẽ gặp lại nhau cậu đưa cho miêu miêu túi càn khôn bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt miêu miêu buồn bã miêu miêu sẽ nghe lời của ngươi từ bắc vọng báo cáo không gặp được để các vị tiền bối thất vọng rồi con bạch tuộc hỏi lại ngươi chắc chứ thầm nghĩ có chỉ dẫn của kỷ nguyên tinh huyết không thể không tìm thấy có lẽ hắn cố ý che giấu điều gì đó chẳng lẽ sinh linh kỷ nguyên uy hiếp hắn hay là bọn họ đã đạt đến giao dịch gì rồi từ bắc vọng nói xin lỗi là vãn bối vô năng vãn bối chưa lập công thấy lòng hổ thẹn con bạch tuộc tức giận rời đi tiểu tử thối thứ đã tặng ra còn có đạo lý thu hồi lại sao ngươi nói ra với bên ngoài ta còn mặt mũi nào nữa thôi bỏ đi bây giờ cũng không thể lật mặt với nhật bất lạc thần tộc trước tiên ghi lại ngày tháng còn dài lúc này bạch nguyệt quang xuất hiện thái sư công tử cũng lợi hại thật đến ngay cả cổ thúc của con bạch tuộc cũng dám lừa từ bắc vọng nói tiền bối đừng đùa với tại hạ nữa lần này đến đây là nói cho vãn bối biết manh mối về cơ duyên sao bạch nguyệt quang nói ngươi gặp ta không thể nói vài lời dễ nghe sao bỏ đi cơ duyên ở linh giới một di chỉ có tên là đệ cửu sơn ta còn có kẻ thù trùng sinh ở đó trong cơ thể của hắn có một vật tên là thần lâu có thể thăng cấp tốc độ tu luyện lên ba lần loại cảnh giới ngụy thần như ngươi luyện hóa nó có thể trực tiếp đột phá cấp một thậm chí là cấp hai từ bắc vọng thắc mắc tiền bối ngài bảo ta tiện tay diệt hắn đây không phải là bí mật đem theo hàng riêng hay sao thầm nghĩ bản thân không đi để ta đi xem ra cô ta rất kiên kỵ bạch nguyệt quang đưa cho từ bắc vọng cái này ngươi nhận lấy mà phòng thân đi từ Bắc vọng hỏi, tiền bối đã từng ở vấn đỉnh bảng xếp hạng bao nhiêu? Bạch Nguyệt Quang khó chịu trả lời, hạng 3311. Từ Bắc vọng mỉm cười, còn cho rằng ngài là thiên kiêu lợi hại đến nhường nào, thầm nghĩ, hạng 3000 có thể trở thành kẻ thù của cô ta, cô ta lại kiên kỵ, là tu vi như thế nào? Bạch Nguyệt Quang thấy cậu cười càng thêm tức giận, tiểu tử thối. Từ Bắc vọng vẫy tay chào, đi nhé, thầm nghĩ, đi trước một chuyến đã. Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này, nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donet càng yêu